Q&A số 22. Lửa của Kaido và dung nham của Akainu, đâu là thứ nóng nhất? Hi, rất vui được gặp lại anh em trên channel Hồ Sô One Piece. Trải qua một tuần hóng chát mới mà mình cứ ngỡ như 7 ngày. Chuyện break làm cho cộng đồng fan đứng ngồi không yên. Những dự đoán cho chát 1050 liên tục được anh em đưa ra. Nhìn chung thì những giả thuyết ấy đều rất hợp lý. Mình cũng chung vui bằng video One Piece 1050 Prediction và nhận được phản hồi khá tốt về mặt lượt xem. Thực sự cảm ơn anh em. Để xua đi bầu không khí căng thẳng trong những ngày dự đoán nhiệt tình nhưng chưa chắc đúng, chúng ta hãy cùng đến với một chủ đề khác không liên quan đến chương mới và đã khá lâu rồi bọn mình mới trở lại với chuyên mục này, đó là Q&A. Nguyên nhân là bởi số lượng câu hỏi khá ít nên mình không thể làm chuyên mục hỏi đáp mỗi tuần được. Nếu anh em muốn ủng hộ cho sự phát triển và đa dạng nội dung của kênh hoặc muốn giải đáp các vấn đề về One Piece thì hãy comment câu hỏi của mình ở mục Top Cộng đồng hoặc trong group Top Manga, link bọn mình để ở phần mô tả nhé. Ok, không lòng vòng nữa. Và đây là video Q&A số 22. Số 1. Sức nóng của Kaido và Akainu. Câu hỏi đầu tiên của bạn Việt Anime. Câu 1. Theo Art thì ngọn lửa trong trạng thái hỏa long làm tan chảy sừng ở Onigashima của Kaido có so được magma của Akainu không? Câu 2. Theo Art thì Marco chịu được mấy chùy của Kaido? Về câu thứ nhất, nếu so về sức mạnh thì hỏa long thể với đòn hỏa long thăng thiên của lão Đô chắc chắn mạnh hơn đấm magma của chó đỏ. Bởi Kaido còn bọc haki cấp cao cho vào đòn đánh này. Nhưng nói về sức nóng của riêng dung nham và lửa mà vị tứ hoàng dùng để bao bọc thì mình xin giải thích theo hai trường hợp sau. Trường hợp 1, trả lời rất đơn giản là Akai nóng hơn bởi chỉ với dung nham đã giúp hắn có được danh hiệu kẻ có cú đấm sát thương nhất One Piece. Nên nhớ rằng tên này chưa được hé lộ có bá khí nên tính ở hiện tại mình chỉ xét cú đấm dung nham đó mang sức mạnh trái ác quỷ và haki vũ trang cấp cao. So ra thì không bằng một cú đấm chứa hai loại haki cấp cao kết hợp lửa cực nóng từ trái thanh long. Ấy thế mà Tân Thủy Sư vẫn còn nắm đấm sát thương hơn, chứng tỏ dung nham của hắn là rất rất nóng, nóng hơn bất cứ nhiệt lượng từ năng lực nào. Trường hợp 2, Kaido không thể bao bọc ngọn lửa cực nóng đó ở trạng thái lai. Tức hình thể bao bọc lửa chỉ xuất hiện ở dạng rồng, mà dạng rồng thì không có cú đấm. Vậy có khả năng lửa của Kaido nóng hơn dung nham, chẳng qua ông ta không thể bọc nó vào đấm được, nên về phương diện nắm đấm, Akainu hiện tại là số 1. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Akai sau khi thức tỉnh trái ác quỷ đã đạt được sức mạnh gì đó rất đáng sợ. Hệ Doan có đến 3 cấp bậc, Doan thường, cổ đại và thần thoại. Vậy Logia có thể cũng có phân cấp. Chó đỏ từng nói dung nham của hắn trên một bậc so với lửa của Ace. Nó là lời tuyên bố dựa trên quy luật thực tế hay Logia vốn có nhiều cấp bậc như Doan? Anh em nghĩ sao? Hãy comment bên dưới để bàn luận nhé. Để với câu thứ hai, số đấm của Marco chịu được phụ thuộc vào độ nghiêm túc của Kaido. Nếu ông ta chỉ tung ra những đòn không nghiêm túc lắm như lúc đánh Cửu Hồng Bang, Law, Kid Zoro thì Marco sẽ chịu được kha khá bởi anh chàng này có khả năng hồi phục rất mạnh với quả Doan thần thoại. Còn nếu đòn thức mạnh như lần Luffy bị tên Scipio làm phân tâm thì Marco cùng lắm chịu được 3 chùy. Đó là mình đã đánh giá cao sức mạnh Tori, thực tế có thể ít hơn. Số 2. Trái Nika và trái bóng tối. Kế tiếp là bạn Anh Đặng với hai câu hỏi. Thứ nhất, theo anh thì trái Nika và trái bóng tối, trái nào mạnh hơn? Câu 2, chỉ với Haki thì trong tương lai Kobe có đánh ngang Luffy không? Theo ý kiến của cá nhân mình, Nika sẽ mạnh hơn bóng tối, bởi trái Hito này được xem là trái ác quỷ mạnh nhất, còn Yami chỉ mạnh và đặc biệt so với những trái Logia khác mà thôi. Những năng lực mà Nika đem lại là quá bá so với phần còn lại. Tính đến hiện tại, ta cũng chưa thấy điểm yếu hay thứ gì đó khắc chế trái ác quỷ này. Có chăng là dùng lâu thì sẽ tốn sức, nhưng đó là điểm yếu cố hữu của những năng lực mạnh. Với Yami, nó có hai điểm yếu khá chết người là x2 sát thương chủ sở hữu phải chịu và không phân tách được như những Logia khác. So với mọi mặt thì Nika vô đối, nếu có trái ác quỷ tiệm cận nó thì chỉ có thể là Uo của Kaido hay phần nào đó là Gura chấn động. Thật sự khó cho dâu đen, có lẽ vậy nên Oda mới búp cho hắn cả Gura cùng Yami, hai trái ác quỷ mạnh nhất hai hệ mới đủ so kè với trái hack game Nika. Câu 2, với mỗi Haki thì Kobe vẫn đủ sức đánh với Luffy, nhưng chịu được mấy đòn thì mình không chắc. Chắc tuổi nhau, nhưng giờ Luffy đã quá mạnh, cả tứ hoàng còn khó thắng được Lù, chưa kể cậu ấy vẫn có thể mạnh hơn, nói gì đến một đại tá như Kobe. Nhiều anh em cho rằng cậu ấy sẽ thành đô đốc và cùng Luffy tạo nên bộ đôi kỳ phùng như Roger và Garp. Nhưng đó chỉ là viễn cảnh trong mơ, dẫu mạnh lên khá nhiều nhưng nó không là gì nếu so với não cao su. Gọi tốc độ tăng sức mạnh của Kobe nhanh như máy bay thì chắc Luffy phải ở cái tầm diều gắn động cơ tên lửa, khó để Kobe đuổi kịp. Thậm chí đến khi cậu ấy hoàn thành ước mơ thì sức mạnh cũng chỉ ngang với các đô đốc hiện tại, khó so được với một vua hải tặc như Lù. Số 3. Nhân vật điên loạn nhất One Piece. Đến bạn SCP-3812 với hai câu hỏi. Art nghĩ nhân vật nào đúng với câu nói kinh điển của Joker? Chỉ cần một ngày tồi tệ là đủ khiến một kẻ tỉnh táo trở nên điên loạn. Câu 2. Liệu Orochi đã chết hay chưa? Nếu còn sống, hắn sẽ bị tử hình trước mặt người dân hay xác của hắn sẽ bị đem ra tuyên bố rằng cơn ác mộng 20 năm đã kết thúc? Ok, về câu 1.
Có ba nhân vật chính mình cảm thấy khá đúng với câu nói của Joker mà bạn đã nhắc. Nhân vật đầu tiên là Garth, anh hùng hải quân. Ngày tồi tệ khiến ông trở nên điên loạn là ngày mà đứa cháu nuôi, hỏa quyền Ace hy sinh. Ngày mà Luffy bất lực nhìn anh trai bỏ mạng. Trong ngày hôm ấy, Garth đã có hai khoảnh khắc mất đi sự tỉnh táo vốn có của một hải quân lão làng. Lần thứ nhất là để Luffy đấm rơi xuống đất. Với sức mạnh của vị huyền thoại này, mười Luffy lúc đó còn không làm gì được. Khoảnh khắc thứ hai là khi ông ấy lao đến đòi giết Akainu. Đó là lúc ta thấy rõ sự điên loạn của Garth. Nếu không có Sengoku thì chắc giờ Aokiji mới là thủy sư. Nhân vật thứ hai cũng là một huyền thoại có mặt ở Marineford. Đó là dâu trắng. Bố già thì không phải bàn. Trong một ngày tồi tệ, nếu một trong những đứa con của ông gặp chuyện thì con quái vật điên loạn với danh xưng người đàn ông mạnh nhất sẽ spam cả tấn hành vào mồm đối thủ, bất chấp mọi vết thương và cái giá phải trả. Sự điên loạn của dâu trắng thể hiện rõ khi dám kéo quân đến tổng bộ, bởi đó được xem là nơi bất khả xâm phạm, là niềm tự hào và đại diện cho sức mạnh của chính phủ. Người cuối cùng, vua hải tặc Roger. Nếu một ngày không may bạn bè của ông gặp phải vận xui thì bạn biết điều gì xảy ra rồi đấy. Garth từng nói về Roger rằng ông ấy sẽ biến thành một con quỷ để bảo vệ bạn bè. Ông ta không bỏ chạy, hay nói đúng hơn là không để kẻ địch bỏ chạy, giữ chúng trước mặt để đảm bảo đồng đội an toàn. Đó là ba con người điên loạn nhất nếu điều tồi tệ xảy ra với họ. Tất nhiên còn nhiều nhân vật khác, mình chỉ lấy ví dụ điển hình. Anh em nghĩ tới ai? Hãy comment bên dưới nhé. Còn câu thứ hai, đến hiện tại, khả năng cao Orochi đã chết, việc đem hắn ra làm chiến lợi phẩm cũng không quá quan trọng, bởi cuộc chiến Wano dần không còn là một trận chiến giải phóng đất nước. Những thế lực khác sẽ sớm tham chiến và biến ác này thành chiến tranh tổng. Chưa kể Kaido mới là thứ người Wano khiếp sợ, nên sinh vật mạnh nhất thế giới bị hại chính là điều người dân mong đợi. Số 4. Nhân vật nào có quỷ khí? Bạn Minh Ngô Tiến. Câu 1. Tại sao Doflamingo đấu với Luffy bị vỡ kính, nhưng lúc trên tàu hải quân lại đeo kính? Câu này đơn giản là anh ta đổi cái kính khác nhé bạn. Đó là phong cách và đặc trưng của nhân vật. Chiếc mũ rơm của Lu cũng nhiều lần bị tổn hại, nhưng sang ác khác thì nó lại là như mới đấy thôi. Về câu 2. Nếu Zoro có quỷ khí thì mắt diều hâu và Luffy có nó không? Cá nhân mình nghĩ là không, và cái quỷ khí kia là năng lực riêng duy nhất Zoro có, bởi đến hiện tại chỉ có anh ta là tạo ra được luồng tà khí hình ác quỷ như Asura ba đầu sáu tay. Có lẽ Oda nhà ta muốn tạo nên điểm nhấn cho anh con cưng, nhưng mình tin Thánh sẽ đưa ra lời giải thích thỏa đáng nếu thứ sức mạnh kia chỉ là cá nhân Zoro sở hữu. Có nhiều câu trả lời hợp lý, ví dụ Thanh Wano Ichimonji hay Đệ Tam Hitetsu ẩn chứa một con quỷ, hoặc quỷ khí là sức mạnh di truyền và tảo là hậu duệ Ryuma nên được truyền thừa nó chẳng hạn. Dù vậy, nếu bắt buộc chọn ra nhân vật có thể có năng lực này thì mình vote cho Rayleigh, Ryuma và Mihawk và Cavendish, nhưng tỷ lệ này rất thấp. Mình vẫn tin quỷ khí là đặc trưng của Zoro, giống như năng lực kêu gọi đồng minh của Lù hay mã gen hoàn hảo của Sạn. Đôi khi một nhân vật sẽ gây dấu ấn đậm nét vì một điểm duy nhất nhân vật ấy có. Cuối cùng là câu hỏi được bình luận ở nhóm Facebook Top Manga. Câu hỏi này của bạn Trung Hiếu: tại sao Luffy không thức tỉnh trái ác quỷ ở nhà tù lúc sắp chết? À, sẵn đây thì mình cũng chia sẻ với anh em một tình trạng khá hài hước. Mình biết là sẽ có nhiều ông thấy câu hỏi của bạn Hiếu xong thì vào bảo là vì tác giả thích, vì thức tỉnh thì chuyện đã kết thúc từ lâu, vân vân. Nói chung là rất nhiều bạn bình luận khá khiếm nhã. One Piece dẫu sao chỉ là manga, cho dù là phim Hollywood nó vẫn phải có một số tính chất như vậy. Mình từng đọc một comment rất hài, trong video mình nói rằng không ngờ cả hai tứ hoàng đều bị hạ. Thế là có bạn bình luận bên dưới: ai chả biết sớm muộn Luffy cũng thắng. Đó quả là một hảo hán, có lẽ bạn đấy nên inbox cho Marvel Studio rằng những bom tấn về sau nên để phản diện sống, chính diện chết, bởi vừa nhìn tên phim là Doctor Strange thì thừa biết kiểu gì lã đại phu cũng thắng. Làm mang tâm sự một tí, trở lại với câu hỏi của bạn Trung Hiếu, mình sẽ trả lời dưới góc nhìn là một fan One Piece và suy luận theo logic chuyện. Theo đó, trái ác quỷ cần một số yếu tố nhất định để thức tỉnh. Nó bao gồm sự am hiểu, thuần thục thứ năng lực bản thân sở hữu và sức mạnh nội tại của người dùng. Tức là bạn phải hiểu rõ trái ác quỷ của mình và đạt được một level đủ mạnh để có thể thức tỉnh. Với những trái ác quỷ mạnh, mình tin yêu cầu để thức tỉnh sẽ cao hơn. Chưa kể, những trái doan có tính cách riêng, doan thần thoại mạnh hơn thì tính cách càng rõ rệt, cần một sức mạnh cực đại xứng đáng với năng lực ấy mới đạt đến cảnh giới thức tỉnh. Tại thời điểm chưa có Haki bá vương cấp cao, Luffy khá yếu so với đẳng cấp Nika. Cậu cùng lắm chỉ ngang với chỉ huy đội 1 mà lại sở hữu một trái ác quỷ quá xịn, nên việc cậu ta thức tỉnh được nó vào giai đoạn trước đó là không thể. Chỉ khi thành thục bá khí cấp cao, đạt đến mọi đỉnh cao mà con người thuần túy có thể đạt được, Luffy mới đủ tiêu chí để thức tỉnh trái Nika. Việc tên Scipio can thiệp khiến Luffy ăn trùy chỉ là giọt nước tràn ly, không có biến số ấy thì mình tin Lù vẫn thức tỉnh được Gomu, chỉ là điều đó đến chậm hơn. Và trên đây là Q&A số 22. Rất cảm ơn anh em đã xem video, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Bye bye.